Nghiệm lại 6 lời khuyên của giáo sư Ron Vu, tác giả Muôn Kiếp Nhân Sinh về đại dịch nhân quả. 1. Mọi người luôn ghi nhớ gìn sức khỏe và thật cẩn trọng, luôn đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên vì loại virus này không hề giống bất kỳ loại virus nào trước đây, có thể biến thể khôn lường và không hề đơn giản như mọi người kỳ vọng, có thể tái phát bất kỳ lúc nào và không chỉ tác động tới phổi như trước mà còn các cơ quan nội tạng khác của con người và sẽ phủ rộng độ tuổi chứ không chỉ tập trung vào người lớn tuổi. Và sức khỏe, mạng sống là điều quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác trên đời, bao gồm cả sức khỏe tinh thần. 2. Đại dịch diễn ra mức độ sẽ không giống nhau, ở từng quốc gia vì cộng nghiệp của mỗi quốc gia có khác nhau, tùy vào độ nhận thức, thay đổi, thức tỉnh của đa số người dân, trong quốc gia đó có thể tác động chuyển đổi tai họa của thiên tai địch họa, và đại dịch dù có thể khởi đầu là do nhân tạo. 3. Thế giới có thể sẽ không dừng lại với đại dịch COVID-19 này, mà có thể xảy ra nhiều thiên tai khác như động đất, sóng thần, lụt lội, núi lửa do thiên nhiên bị tàn phá, vũ trụ tìm sự cân bằng mới, sự di chuyển lệch hướng của các vì tinh tú, trái đất đang nóng dần lên, và băng tan mạnh ở hai đầu Bắc và Nam Cực nhiều năm nay, và cả chuyện chiến tranh khi một số quốc gia không từ bỏ tham vọng bành trướng bá quyền. 4. Sau đại dịch sẽ là suy thoái kinh tế toàn cầu, nên mọi người nên tiết kiệm, chuẩn bị ứng phó lâu dài. 5. Đây là giai đoạn con người bớt hướng ra ngoài với những thói quen, nhu cầu, ham muốn trước đây mà tập trung hướng vào nội tâm của mỗi người, khám phá, điều chỉnh và hoàn thiện mình. Và chọn đọc sách là một trong những điều nên trải nghiệm để thay đổi nhận thức, chuyển đổi tâm thức, nhất là giới trẻ, sinh viên học sinh và bất cứ ai muốn thay đổi tương lai tâm linh, nghiệp quả của chính mình. 6. Sự thay đổi tâm thức, nhìn nhận nghiêm túc lại, chuyển đổi điều chỉnh cách nghĩ, cách sống, thái độ sống, sự yêu thương chia sẻ con người và hướng về sự hoàn thiện bản thân là bước đầu tiên để chuyển đổi hướng cần đi, cũng có thể chuyển đổi được nhân quả của mỗi người mà bất kỳ ai đều có.